À, chào mừng các bạn đến với kênh của mình ha. À, chúc mừng các bạn là con VC Plus phiên bản 2023 ha. Bây giờ là mình sẽ nói về 7 điểm khác biệt của xe VC Plus 2023 so với xe VC phiên bản cũ là ở những điểm nào. Thứ nhất, đó là điểm khác biệt nổi bật, đó là xi nhan. Đây, xe có cái nút xi nhan ha, trái phải, và có cái đèn led xi nhan phía trước luôn. À, đây bây giờ mình mở cho các bạn xem. À, bây giờ là mình sẽ bật nút xi nhan đây. À, bạn thấy không? Xi nhan ha. Xi nhan trái và phía đuôi xe là sau đây. Nó cũng có xi nhan luôn. Đó, đó là điểm khác biệt thứ nhất. Rồi, điểm khác biệt thứ hai đó là về cái nút bật đèn. Phiên bản cũ của mình á, phiên bản cũ của mình á thì đèn á thì nó là sẽ cảm ứng theo xe, là khi trời tối thì lúc này á là mình ngồi lên xe thì lúc này á xe mới bật đèn thôi, còn ban ngày là mặc định là xe sẽ không có đèn. Thì phiên bản lớp này là cho nó sẽ cho bạn cái nút bật đèn tùy chỉnh đó, tùy chỉnh ha. Thì đây đây cái nút bật đèn này đó, phía đây mình gạt vào phía bên tay phải là sát cùng luôn, đó là tắt đèn. Và khi mình cần có cái đèn đây là chính giữa, nút chính giữa này là nút đèn có đây, đèn có xung quanh đây ha, chưa có cái đèn pha ha. Thì khi mà bạn gạt qua bên tay trái trái đó, nó sẽ lên cái đèn pha cho các bạn, có thấy không, đèn pha hơi bị sáng ha. Còn cái nút này bên trên đây là nút chỉnh pha gần và pha xa ha, ở hai lỗ đó, tăng cường độ sáng của pha đó, thấy không, tăng cường độ sáng của pha nè, thấy không đó. Rồi điểm khác biệt thứ ba đó là xe có thắng đĩa, được trang bị thắng đĩa đây, xe thắng đĩa các bạn ha, đây thắng đĩa ngay bánh trước đó, xịn sò hơn và an toàn hơn nha. Và điểm khác biệt thứ tư của xe đó là nút kèn. Xưa kia thì nút kèn của xe VOVC thậm chí là thay 1 và thay 2 đều rất là nhỏ ha. Thì lần này là xe tiếng kèn đã được cải thiện rất là nhiều. Đó, điểm thứ tư. Điểm khác biệt thứ năm đó là xe có nút điều chỉnh tốc độ. Đối với những cái phiên bản cũ thì khi mà mình muốn xe chạy nhanh thì lúc này là mình phải có một cái thẻ của nhà sản xuất họ cho để mà mở tốc đó, đặt lên để mở tốc xe CVC. Nhưng đối với phiên bản mới thì CVC chỉ cần mình giữ nút S này, có nút S này, nút S này mình giữ 10 giây cho đến khi mặt đồng hồ chuyển lên cái nút tốc độ đó, 1, 2, 3, hiện tại nó đang tới chuyển lên nút thứ ba đây, là nút cao nhất đó, là tốc độ cao nhất ha. Mình ấn thêm một lần nữa thì nó sẽ cho quay trở về mức độ số 1 đó, ấn thêm một lần nữa đó là độ thứ hai ha, đó là điểm thứ năm. Bây giờ là điểm thứ sáu đó là gì, đó là xe có trang bị cho mình là ổ khóa. Thay vì phiên bản xưa kia nó chỉ có thẻ từ thôi, không có ổ khóa thì rất là bất tiện cho khách khi mà lỡ là mất thẻ từ á thì họ phải thất hết toàn bộ thẻ từ, họ phải thay luôn cả cái màn hình, rất là bất tiện ha, và tốn rất nhiều chi phí. Thì nay là cho dù khách có bị mất thẻ từ đi nữa thì cũng có ổ khóa để mà khởi động ha. Rồi điểm khác biệt thứ sáu đó chính là xe có hộc chứa đồ. Đây, xe có hộc chứa đồ đó, một hộc chứa đồ nhỏ phía bên dưới yên đó, thấy không? Đó, chứa đồ nhỏ phía bên dưới yên ha. Đó, khá là ok. Mình có thể đựng áo mưa hay là những bóp, những túi xách ví nhỏ nhỏ ở trong đây ha. Rồi, bây giờ điểm đó điểm thứ bảy nằm ở ngay phía đây, phía sau xe, thấy không? Sẽ có một cái đèn chiếu xuống cái biển số. Đây là để mình mở cái xe lên cho các bạn xem ha. Đây, mình bật đèn lên, nó đang ở chế độ bật đèn thì các bạn sẽ thấy không, có một cái đèn chiếu xuống cái biển số rất là đẹp nha các bạn. Đó, phiên bản trước thì sẽ không có đâu,
ha. Đó, đó là 7 điểm khác biệt của dòng xe Vision Plus 2023 so với phiên bản cũ đó các bạn ha. Đó, đó là 7 điểm khác biệt đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.